Đây là hang Nàng Đò các bạn nhé. À, vẫn quay vẫn sóng à? Mất sóng rồi, mất sóng, đang phát trực tiếp mất sóng rồi. Bây giờ phải quay video thôi chứ trong này hết sóng rồi. Rẽ trái, cái rẽ trái không đi được đâu. Đây, các bạn đây nhá, đây hang Nàng Đò. Hả? Tôi đi vào tôi quay lại. Có còn sâu xuống đây cơ. Có còn ngầm đây đâu. Đây là hang Nàng Đò nhá. Các bạn nhá. Đây là bể chứa nước ngầm. Đây bể chứa nước ngầm. Đi đi con tắm tư ở dưới này. Cái gì làm sao mà nó. Đây là bể chứa nước ngầm của. Phục vụ lấy nước cho bộ đội lấy nước rồi đấy. Đây là bể chứa nước ngầm lấy nước cho bộ đội cùng chiến đấu. Trong cái bẩn lắm, đang đổ bẩn lắm. Ra đây cái bột bẩn hết chân. Đây là các chiến sĩ. Cái này như kiểu mây trời. Vâng. Đúng mây trời. Vâng vâng. Đúng là như mây trời luôn. Như mây trời đúng. Đúng đúng thật. Trên nóc hang Nàng Đò đây các bạn nhé. Như mây trời này. Như kiểu mây tầng tầng lớn lớn này. Hả? Mây trời. Các chiến sĩ của ta. Làm cho mày. Bộ đội làm công trình nhưng sau nó bẩn quá. Rồi ý kiến là thay lại. Đây tất cả chỗ này là không phải là đầu trước cái nào mà nó xây đủ nó bộ quốc phòng nó xây đủ sau này là cái cánh này. Nhưng mà dân vào đây là phải xây hết. Vâng, thế là được vào liên vào ấy. Rất thi lại gửi lên cho quốc phòng nó cho người xây cái cây không có vào nó vào nó vào đây nó xây. Vâng, nghe như cái đường biển xịt. Không muốn bây giờ không có gì ta không vâng căn kia cũng là không được quay được đẹp lắm quá quay tới cắt không cầm nữa không chào chào được. Chào đồng chí,
Chi Chiểu nhá. Lưu Chi Chiểu. Chào đến 200 biên ngang.